mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Hiếu, hiện tại thì em là giáo viên tự do ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì em lại đi học bên Đại học Bách Khoa ngành điện. Một thời gian sau khi tốt nghiệp thì em đi máy bay, em thấy tiếng máy bay nó hay quá. Hiện tại em đang học sau đại học về kỹ thuật hàng không. À dạ, quê em ở Đắk Lắk. Năm nay em là 28 tuổi á. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Hiếu. Em là Nguyễn Thị Thu Thảo. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em là xứ sở hoa vàng cỏ xanh đó chị. Dạ. Phú Yên hả? Dạ chính xác rồi anh. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Em đến đây thì có ba mục đích. Mục đích thứ nhất là thể theo nguyện vọng của mẹ em. Mẹ em là fan hâm mộ của chương trình. Mục đích thứ hai á, là em rất muốn được gặp chị với anh. Em rất là ngưỡng mộ anh chị. Rồi cảm ơn em. Mục đích thứ ba là em muốn tìm bố Rosie. Rosie là con gái tương lai của em á. Đặt tên sẵn luôn rồi hả em? Dạ. Em cảm ơn thư. Thư này là thư của ai? Thư gửi bố Rosie. Dạ, nó là một bài thơ ấy. Em lượm trên mạng về xong mà em biên tập lại chút ít. À, là một chút xíu nữa. Tại sao em lại đặt Rosie em? Dạ, tại em thích hoa hồng á. Thôi để chút đi, chút em sẽ đọc cho anh nghe. Anh đọc được không trời? Cái đó em thương lượng với ảnh. Anh đọc được không anh Hiếu? Dạ, chắc chắn rồi. Thôi anh Hiếu đọc đi. Rồi, một chút xíu nữa cho anh ấy đọc. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em là người hòa đồng vui vẻ, hay tạo không khí vui vẻ cho đám đông. Ví dụ như là một cái group đang chat chung như vậy á, nhắn tin như chưa và đanh, không ai nói chuyện hết á. Em vô em nói vài vấn đề là bắt đầu tin nhắn nhảy tăng tăng tăng, đọc không kịp luôn. Đó. Rồi là em có khả năng là lắng nghe với thấu hiểu. Thường là người già với trẻ em thì có vẻ thích em lắm. Tốt. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là em không biết thể hiện cảm xúc cho lắm. Như là em thích ai thì người ta chẳng đời nào biết luôn. Hay ghen nữa. Chỉ cần em thích người đó thôi mà người đó dám nói chuyện với người khác là em đã bực mình rồi. Trời ơi, em thích người ta mà người ta có thích em không? Không biết. Tự nhiên mình thích người ta mà không biết ta thích mình không. Giờ em thích anh Quyền Linh, cái anh Quyền Linh nói chuyện với chị, cái em bực mình chị luôn. Trời ơi, gì kỳ vậy. Thôi nhưng mà đó cũng là khuyết điểm của em biết được khuyết điểm rồi cũng không sao. Bạn trai, nãy giờ em nghe em nhận xét như thế nào? Rồi ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ em thấy bạn nữ giọng rất là hay, rất là đáng yêu. Em nghĩ chắc bạn nữ là một người cô gái khá là xinh. Bản thân em thì cũng có nhiều cái khuyết điểm lắm. Em hy vọng là tìm một người có thể chấp nhận những khuyết điểm của em. Vậy khuyết điểm của anh là gì? Anh cũng khá là bảo thủ. Khi anh quyết định cái công việc gì đó rồi thì cũng khá là khó để thay đổi. Và chắc cũng cần nhiều cái sự thuyết phục. Trong cuộc sống thì đồ đạc của anh á, ví dụ anh dọn dẹp mà anh tìm không ra, đôi lúc anh cũng hay cằn nhằn. Anh cằn nhằn ai? Là không, anh cằn nhằn một mình thôi. Nhưng mà nếu như sống chung với anh thì ai hiểu được với anh cái đó thì người ta sẽ không có, anh không có cằn nhằn mọi người mà anh. Thế bên kia chưa, anh cằn nhằn ai? Giống như là xui xui vậy. Xui sao anh tìm hoài không ra. Có nghĩa là mình nói chuyện một mình đó phải không em? Tự kỷ đó phải không em? Dạ. Trời ơi, tức quá, mới để điện thoại đây đâu mất tiêu. Ai vô đây lấy. Làm bầm một mình. Em cũng hay tắm lâu lắm, tại chắc khoảng 30 phút, 15 phút. Lâu hơn em luôn. Ví dụ đi làm về mệt thì tắm cái dòng nước đó ấm áp rồi cái mình ở trong đó luôn. Đi làm về mệt thì ta tắm rồi lẹ đi ra là ngủ nằm nghỉ chứ tự nhiên đứng trống chi. Đứng trống ta cười. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì cao bằng em trở lên. Bao nhiêu? Em cao 1m67. Hả? Vậy là phải cao cỡ 1m7 mới được đó em trai. Em trai cao nhiêu? Hôm bữa đi khám bệnh bác sĩ kêu cao 1m7, em chưa đo lần nào. Được không em? May quá. May quá. Em không thích các bạn nam mà nhuộm tóc màu nó hơi sáng chói lóa. Ôi mà cái đó dễ lắm em, nhuộm được thì về em nhuộm lại. Đúng rồi. Đúng rồi. À, không có hình xăm. Có hình xăm không em? Dạ em không có xăm hình, không có hút thuốc, uống bia, uống được gì hết. Được. Rồi tự khai luôn bên đây khỏi nói. Không hút thuốc được. Về giao diện em không quan trọng lắm. Đừng đẹp quá, đừng xấu quá là được. Đẹp quá người ta dòm ngó đó chị. À là ghen nữa phải không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi đại xấu đi, khỏi ai dòm, một mình dòm thôi. Xấu người ta nói mày đã xấu rồi còn quen đứa xấu nữa. Thiệt xuống đôi cũng được. Rồi. Em thích mẫu người giống như anh Quyền Linh với ba em á.
giỏi việc nước, đảm việc nhà. Có ý thức là san sẻ công việc với phụ nữ nói chung. Em có phụ giúp việc nhà cho phụ nữ không? Bình thường thì việc nhà đôi lúc có số việc đó, em kỹ quá em tự làm luôn. Do em kỹ quá, chứ không phải là do em muốn phụ người ta. Nếu như em phụ công việc đó, thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như nấu cơm rồi gì đó mà hai người nấu cơm rồi nấu đồ ăn em làm thêm một phần thì em được ăn cơm sớm. Đúng luôn, rồi. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cũng chắc cũng không em cao quá đứng với em sợ thấy cũng hơi kỳ. Quan trọng nhất là bạn nó có suy nghĩ thật một chút. Ví dụ như mình suy nghĩ gì mình cứ nói ra để mà đừng có ngại cái gì hết. Đôi lúc mình hiểu nhau rồi mình sẽ thông cảm hết những cái nhược điểm và ưu điểm của nhau thì nó cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nãy giờ nghe anh chia sẻ vậy trong lòng em có cảm nhận có một cái linh cảm mách bảo nào anh ấy là bố của Rosie chưa? Hơi được mấy mươi phần trăm? 70 chị nghĩ em có thể đưa lá thơ này cho ảnh được rồi đó. Giờ chị đưa qua cho ảnh xem nha. Dạ, cắm cười để chị hỏi vài câu nữa là chị mới cho anh đọc. Dạ. Chào bạn, trên tay tôi hiện nay là một lá thơ của một người phụ nữ gửi cho một người đàn ông gọi là bố của Rosie, là con gái của cổ. Nhưng trước khi được điều này tôi phải hỏi bạn vài câu. Bao giờ bạn tính tiến tới hôn nhân? Khoảng 6 tháng tìm hiểu là nên quyết định đến với hôn nhân chứ không nên lâu quá. Nếu lập gia đình bạn muốn có mấy đứa con? Em nghĩ là em muốn có 2. Bạn muốn con trai hay con gái? Trai một gái là tuyệt vời nhất. Bạn muốn đứa nào đầu tiên? Con trai đi. Con trai thì tôi đem lá thơ này về tại Rosie tên con gái. Chị thế thì mình đặt con trai là Siro rồi con gái là Rosie cũng được. Trời ơi, cô này không giữ giá chút xíu gì hết trơn. Rồi xin mời em đọc lá thơ này. Bạn ấy cấm cười khi đọc. Người yêu à, anh đang trốn ở đâu? Không đến mau em sắp già rồi đấy. Tuổi thanh xuân trôi vù vù như vậy. Em một mình anh không thấy thương sao? Người yêu à, em muốn được quan tâm, được cùng anh cầm tay dạo phố. Anh đi cùng ai? Đang thì thầm to nhỏ. Vì người nào mà dám bỏ rơi em? Người yêu à, không nhắc khéo anh quên. Phải tìm em trước khi em già mất. Người yêu, anh làm em buồn đấy. Cứ trốn hoài, trốn mãi, chán anh ghê. Trời ơi, một bài thơ trách móc nhẹ một người tình chưa xuất hiện. Em cảm nhận bài thơ này như thế nào? Bài thơ, có thấy mình có lỗi gì không? Bài thơ quá hay, em chỉ thấy cảm xúc nó dâng trào. Ước gì một cô gái thật sự đang nói với mình như vậy. Nói với em đó, thơ gửi cho em mà. Thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Rồi nhớ nha, nếu mà có thật sự trở thành bố Rosie nhớ phụ làm công việc nhà với cổ nha. Dạ chắc chắn á. Em chào anh. Xúc động. À, em muốn người yêu em giống anh, giống ba em hả? Giống không? Dạ giống. Ba em về nhà cũng nhặt đồ giống như anh vậy đó. À, ba... Bên kia là một anh chàng có thể nói rất là hiền, nhẹ nhàng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì mong muốn. Nhưng mà liệu rằng nếu một người đàn ông, thường thì người ta nói đàn ông phải mạnh mẽ lên. Em thấy như vậy, như thế nào? Em là một người luôn luôn ý thức là tự hoàn thiện bản thân. Phát hiện ra cái nào là cố gắng hoàn thiện cái đó. Và em mong muốn bạn nam cũng như vậy. Rồi, muốn mấy đứa con? 2 đô. Giống nãy nói Rosie, Rosie hay là Siro. Siro, Rosie đã bào vì đã làm tới luôn ha. Được rồi. Rồi, nay em có đi với người thân không? Em đi với mẹ em, trai em gái và bạn thân của em. Chị là mẹ của Thảo. Mẹ thấy là bạn trai bên này cũng được các con. Thôi hai đứa cho nhau cơ hội. Rồi cho em gái có ý kiến gì không? Theo như em thấy là anh trai bên đây rất là được, rất hợp với chị em. Hai người có thể bù qua sức lại. Chị em thì hơi con nít và thẳng tính. Hy vọng anh có thể chấp nhận và cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nói chung là khi mà đã thích rồi, đã yêu rồi thì cái gì mình cũng có thể bỏ qua được hết. Đúng luôn. Dễ thương lắm chị ơi. Rồi, bạn trai nhà mình hôm nay đi với ai nè? Em đến cùng với mẹ và anh Trương. Anh Trương là anh họ của em. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cô gái bên này nói là quê ở Tuy Hòa phải không? Phú Yên phải không? Dạ. Là đã mình đã có cảm tình rất nhiều vì là quê của mình. Ồ. Và anh Hiếu này là sinh ra ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa. Hay quá nha. Thấy cô gái đây rất là xinh xắn, lanh lẹ, nhanh nhẹn, vui tính, hoạt bát. Với con gái như vậy là coi như cái bản tính rất là mạnh mẽ. Coi như là mình cũng cùng quê hương mình rất là vui. Hôm nay có hai bà xui tương lai thôi, hai bên bắt tay hai bà xui chào nhau với nhà gái đi cô ha. Rồi xin mời nhà gái với nhà trai. Mời cô đứng lên. Dạ em chào chị.
Dạ, nhà em ở Tuy Hòa, ở phường 9 chị, là quê của ông xã chị là ở phường mấy? À, mình là người ở Tuy Hòa, ở Phú Yên. Dạ. Mình học trường Nguyễn Huệ hồi xưa đó, thì cùng quê là thích rồi đó. Dạ. Đẹp quá. Chúc mừng hai bà xui tương lai nha, hy vọng chúng ta sẽ về chung một nhà. Rồi, bây giờ mình mở màn lên cho ba má Siro, Rosie gặp nhau đi. Kéo màn. Rồi đó em trai. À, anh thấy em thật là rất là dễ thương. Tóc dài mà cái kiểu tóc em chắc cũng làm cũng kỹ lắm này. Anh thấy em 9 điểm hay 10 điểm? Thôi 9 rưỡi cho nó trung bình. Thế anh 9 điểm. Dạ. Anh có một cái bó hoa xin tặng em. Thấy thực sự con người của anh, thấy em thấy có phù hợp với lại những cái suy nghĩ em ban đầu khi em ở bên kia tấm màn chưa được kéo lên. Được đó, không đẹp không xấu đó. Dạ cũng được. Dạ. Anh hát dở lắm nhưng mà thôi, anh không có cái gì tặng cho em thì chắc anh cũng cố gắng tập một bài hát. Anh hát ra không, em đừng đừng chạy mất. Wow wow yeah yeah, I love you more than I can say. Làm lại. Wow you ơi. Wow. Trời ơi, giờ ta tập tiếng Việt đi rồi tập tiếng Anh chi vậy không biết nữa. Bắt đầu. Wow wow yeah yeah, I love you more than I can say. I love you more. Anh hát anh chọn bài đó, thật ra thì anh thấy cái lời nó hay, giống như anh nói chuyện với em á, anh nhiều lúc anh run quá. Ý nghĩa bài hát đó là anh có thể yêu em nhiều hơn những cái gì mà anh nói. Hy vọng là khi em quen anh em sẽ hiểu được cái tình cảm của anh. Cảm ơn ạ. Thôi. Tôi khoái nhất cái chỗ mà quơ quơ quơ. Quơ của nó dễ thương lắm. Thôi được rồi. Rồi, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm bắt đầu. Thầy giáo. Thầy sửa điện lum, không lẽ thầy mò cái nút bấm không ra? Ủa, thầy thò vô có thầy bấm luôn vậy đó hả? Vừa đếm. Là do em gái thôi. Thầy bên đây là quyết định rồi đó. Thầy chấp em luôn rồi đó. Chấp luôn rồi. Bấm nút là để tìm hiểu, giống như thầy giáo nói 6 tháng được chúng ta sẽ tính bàn tới chuyện hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để là đi coi phim kinh dị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi thầy. Công thầy sửa điện hả? Tin rồi đó, thầy nhanh ghê luôn. Vừa mới mò trong cái bức bụp luôn. Hay thiệt. Rồi nói đi, người yêu à, anh đang đứng nơi đây, nói đi. Đọc thơ, đọc thơ. Người yêu à, mình yêu nhau em nhé. Đây, ba của Lucy cầm đi. Cất làm kỷ niệm nha em. À, các bạn giữ vé này để xem phim, muốn xem phim kinh dị cũng được, xem phim tình cảm cũng được. Ở hệ thống Cùng Rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox nha. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cao cấp với thương hiệu Skin Azek được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Chúc mừng hai em và hy vọng hai em sẽ sớm báo tin vui nhé.